quý vị, đã hơn 10 ngày sau vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe xảy ra tại Thái Bình, những người liên quan trong vụ việc cũng đã bị khởi tố và cơ quan công an vẫn tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Kẻ sai thì nhất định phải nhận hậu quả xứng đáng, thế nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân thì không biết lúc nào mới ngôi ngoài. Vâng, đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra việc học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón. Trước đó thì đã có bài học nhãn tiền, học sinh bị mất mạng vì sự tắc trách của người lớn và để tránh những sự việc đau lòng tương tự xảy ra, tại dự thảo quy chuẩn sửa đổi bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất thêm nhiều quy định đối với xe đưa đón học sinh. Và đề xuất này ngay lập tức đã nhận được nhiều sự đồng tình của các bậc phụ huynh có con nhỏ cũng như là cư dân mạng. Cụ thể, theo đề xuất mới của Bộ Giao thông Vận tải, đối với ô tô chở học sinh phải được trang bị thiết bị quan sát toàn bộ khu vực hành khách thông qua gương chiếu hậu bên trong và hệ thống camera giám sát bên trong để giám sát hành vi của lái xe, hành vi của giám hộ học sinh và hành vi của học sinh trên xe. Có hệ thống còi báo động, âm thanh khẩn cấp hoặc liên lạc trực tiếp đến lái xe hoặc người quản lý học sinh để cảnh báo khi học sinh bị bỏ quên trong xe thời gian không quá 15 phút. Tôi ủng hộ đề xuất này, thực tế với trẻ nhỏ không thể tự bảo vệ mình sự an toàn phải được đảm bảo bằng quy trình với chuỗi giám sát chặt chẽ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao khi đó chuyện đau lòng mới không lặp lại tán thành nghĩ đến đứa trẻ và đứt hết ruột gan dù là muộn nhưng có vẫn hơn tôi tin rằng những quy định này sẽ góp phần khắc phục các kẽ hở đối với quy định xe đưa đón trẻ em đề xuất giúp tránh tình trạng mỗi nơi là một kiểu và tổ chức thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm và nhận thức của mỗi cá nhân Bên cạnh đó, dự thảo quy chuẩn còn quy định phương tiện phải được thống nhất một màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe buýt trường học. Theo cư dân mạng, quy định này hợp lý bởi việc quy định một màu sắc chung giúp tăng tính nhận diện, phân biệt với các loại phương tiện khác. Từ đó, người tham gia giao thông biết và chủ động nhường đường khi cùng lưu thông với xe chở học sinh. Tôi ủng hộ quy định màu sơn riêng thậm chí có thể hướng đến chung một kiểu dáng để tạo đặc trưng riêng cho xe buýt học sinh là tốt nhất hiện nay xe đưa đón học sinh chỉ được coi như một loại xe dịch vụ giống như xe chở khách thông thường không phải xe buýt chuyên dụng dành cho học sinh tôi thấy một số doanh nghiệp còn đưa xe từng được sử dụng chở khách du lịch và từ cố định liên tỉnh cũ để chở học sinh rất mất an toàn quy định càng chặt chẽ thì an toàn của trẻ càng được đảm bảo tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ Hãy để trẻ đến trường là một ngày vui. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng cho rằng trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương, là đối tượng yếu thế trong tham gia giao thông khi chưa biết cách tự bảo vệ mình. Các em nhỏ chưa thể tự ý thức được việc đảm bảo an toàn. Với đặc thù thể chất nhỏ bé, chỉ cần những sự cố nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Vì vậy, việc ban hành các quy định pháp lý ràng buộc đối với trường học, đơn vị vận tải là điều cần thiết. Nhưng quan trọng nhất thì mọi việc vẫn phụ thuộc lớn vào ý thức của những người trực tiếp đưa đón trẻ tới trường mỗi ngày. Những biện pháp này chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn chứ không thể hiệu quả nếu thiếu sự giám sát kiểm tra của con người. Cần có sự kiểm soát chặt chẽ của nhà trường, giám sát và có sự kết hợp của giáo viên cũng như lái xe khi đưa đón các bé tới trường và khi tan trường. Quy định có chặt chẽ tới đâu mà ý thức của người lớn không có thì tội e vẫn có thể xảy ra các sự việc đau lòng tương tự. Nếu các cá nhân thiếu trách nhiệm thì dù xe có lắp camera cũng không thể thay thế được con người. Quy định quản lý hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô hiện đang được chính phủ đề xuất đưa vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ. Hiện hai dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ đang trong quá trình hoàn thiện. Ban hành luật là cần thiết nhưng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ em thì có lẽ yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người là trách nhiệm thực hiện quy trình quản lý đưa đón học sinh quan điểm của bạn như thế nào về vấn đề này hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân